xin chào anh em. Thì trong phong cách thiết kế mỹ thuật của phương Tây thì màu vàng hồng và màu vàng trắng luôn luôn tạo cho con người ta một cái sức hút rất là mãnh liệt. Chẳng thế mà tất cả các hãng trang sức nổi tiếng, các hãng thời trang nổi tiếng trên thế giới luôn luôn chọn hai cái tông màu, đó là màu vàng hồng và màu vàng trắng, là hai cái màu biểu tượng cho sự quyền quý và xa hoa. Nó là cái niềm đam mê bất tận cho các cái nghệ nhân nổi tiếng chế tác ra những cái siêu phẩm về các cái đỉnh cao nghệ thuật về trang sức. Thì hôm nay trên tay tôi đây là một cái phiên bản Vertu Signature S Mix Logo Ceramic, gọi tiếng Việt đó là bản Vertu Signature S điểm vàng hồng lưng gốm. Thì anh em hãy cùng tôi khám phá xem ở trong cây Vertu này có cái điều gì đặc biệt nhé. Khác với các phiên bản điểm vàng tranh thì tại phiên bản điểm vàng hồng này, các cái nghệ nhân đến từ Anh Quốc đã đánh bóng hai cái phần nẹp hai bên, mang đến cho chúng một cái diện mạo hoàn toàn khác cho cây Vertu thép. Thì chúng ta có thể thấy rằng là rõ ràng cái việc đánh bóng cái phần nẹp hai bên làm cho cái cây máy này nó sang trọng hơn hẳn. Tại cây máy này, các cái chi tiết điểm vàng khá là tinh tế. Tại các cái phim bấm này, phim bấm, viền gốm loa, rồi là chúng ta thấy là cả nút nguồn này, khay sim đấy, và cả cái mặt sau của nó nữa, tại cái nắp pin này, rồi khi ở trên gáy này, các cái những con ốc điểm vàng là khá là tinh tế. Anh em có nhìn thấy rõ không ạ? Đấy. Thì các cái chi tiết mà vàng khối, vàng hồng khối này lại kết hợp với các cái thanh nẹp mà được đánh bóng thay vì phay xước, thì nó đã lột xác hoàn toàn cái cây Vertu thép. Nếu mà không nói đây là cây Vertu thép thì tôi lại nghĩ rằng là tôi đang cầm trên tay một cây Vertu vàng trắng điểm vàng hồng cơ. Về phía mặt sau của cây máy thì chúng ta thấy là ở cái phần nắp lưng này được bọc gốm ceramic, và cả cái phần ở trên cái phía trên gáy ở trên này cũng được bọc gốm ceramic. Thì cái gốm ceramic nó sẽ tạo cho cái độ bóng, độ sang, và chúng ta cầm nó chắc tay hơn hẳn. Tại những cái chỗ điểm vàng hồng nguyên khối như là đây, như là nắp này, cái phía phần gáy này, anh em có thấy không? Trông nó tinh tế hơn hẳn. Đối với tất cả các loại Vertu Signature S thì tôi luôn luôn vẫn khuyên anh em nên chọn cái loại bao da mà không có nắp. Vì theo quan điểm của riêng tôi, khi chúng ta cho máy vào trong bao da thì nó sẽ lộ những cái phần điểm vàng ở phía gốm loa này, các cái phần điểm vàng ví dụ như ở chỗ khay sim này, nút nguồn này, hoặc ở phía sau gáy, thì chúng ta thấy là cái phần này đấy, nó lộ điểm vàng ra trông khá là tinh tế, nhìn nó thích lắm. Ở phần phía trong của nắp pin thì sẽ là cái phần để hãng khắc cái tên mà của nghệ nhân lắp ráp hay là chế tác cái cây máy này. Ở cái phần phía giữa là thông tin về phần mềm hay là các cái con IC. Ví dụ còn cái phần dưới cuối cùng là cái phần mà là ghi cái hãng sẽ khắc cái IMEI của máy. Thì cái IMEI này chúng ta có thể là tra được ở trên mạng này. Chúng ta cái phần vào cái trang numbering.com ấy, chúng ta tra cái IMEI này, nó sẽ ra là cái xuất xứ của cây Vertu Signature S này. Và hoặc là chúng ta tra cái IMEI ở trên máy bằng cách là chúng ta gõ cái tổ hợp phím là sao thăng, không sao thăng. Đó. Rồi, thì cây Vertu Signature S điểm vàng hồng lưng gốm đang được chào bán với mức giá loanh quanh khoảng 165 triệu. Anh em mà muốn biết thêm các cái thông tin chi tiết thì có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 099 432 9999, hoặc anh em có thể qua trực tiếp showroom tại số 99 Nguyễn Đình Chiểu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.